tất cả các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Những hình vẽ của chúng tôi đã sẵn sàng được ban biên tập nghiên cứu rất kỹ càng. Và điều quan trọng bây giờ là quý vị cùng với ba người chơi trực tiếp tại sân khấu của chúng tôi đây, chúng ta cùng đuổi theo hình và bắt chữ. Một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu. Xin cảm ơn. Ba người chơi trong chương trình hôm nay đó chính là bạn Anh Dũng, bạn Lương Tuyền và bạn Văn Nội. Vâng, các bạn có thể giới thiệu về mình ạ. Xin mời bạn Anh Dũng. Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Xuân Bắc, xin chào hai người chơi. Tên tôi là Phạm Anh Dũng, năm nay 35 tuổi. Tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội. Hôm nay đến về chương trình tôi có một sự rất là hồi hộp và rất mong quý vị khán giả cổ vũ cho ba người chơi chúng tôi. Xin cảm ơn ạ. Anh Dũng đúng là có vẻ hơi hồi hộp đúng không? Cứ bình tĩnh, không sao cả. Chúng ta ở đây chơi vui là chính nha. Nào, xem bạn Lương Tuyền giới thiệu. Dạ vâng ạ. Em chào anh Xuân Bắc ạ. Chào hai bạn cùng chơi và chào toàn thể quý vị khán giả ạ. Em tên là Lương Tuyền, năm nay 34 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Hôm nay em rất vui khi được tham dự chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ và rất mong được nhận sự cổ vũ nhiệt tình từ quý vị khán giả. Em xin cảm ơn ạ. Giọng bình thường bạn Tuyên nói như thế đấy à? Em đang hồi hộp anh ạ. Hồi hộp đến thế nào? Tôi thấy chứa chan lắm, tôi rất mong đấy. Tôi thấy chứa chan lắm nhưng mà rất rõ ràng, không sao cả. Hơi hồi hộp một tí, nó lại là cái sự kích thích để chúng ta tập trung nhiều hơn. Dạ vâng. Xin mời bạn Nội. Xin chào anh Xuân Bắc, xin chào hai bạn chơi cùng toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Tôi tên là Nguyễn Văn Nội, hiện đang là giảng viên của trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc. Đến với chương trình ngày hôm nay, rất mong được sự cổ vũ của quý vị khán giả dành cho cả ba người chơi để chúng ta có những phút giây thật sảng khoái, thật thoải mái. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng. Thưa quý vị, ba người chơi chúng ta cũng đã làm quen được phần nào. Và chúng ta đang có mặt trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Đặc biệt, chúng tôi xin cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGA đã tài trợ cho chương trình. Và bây giờ, chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để bắt đầu. Xin cảm ơn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi thứ nhất của Đuổi Hình Bắt Chữ. Nào, các bạn, phần thi thứ nhất, trả lời đúng có 300.000 đồng tiền thưởng. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Luật là phải biết rõ rồi nhá. Vâng. Cụ thể nhá. Bạn Tuyên tôi thấy có vẻ đầy quyết tâm. Dạ vâng ạ. Bạn nghĩ rằng mình sẽ giành được bao nhiêu tiền thưởng? Em nghĩ rằng em sẽ được 1.500.000. 1.500.000 đồng. Tức là trả lời được khoảng 5 câu. Dạ. Ha. Vâng. 5 câu còn lại là chia đều cho hai chàng trai. Dạ được. Vâng. Nhờ, hợp lý. À. Vâng. Hợp lý quá. Miếng ghép đầu tiên đây là gì? Xin mời. Mời bạn Anh Dũng. Trà tươi ạ. Chưa chính xác. Chưa chính xác tức là mời bạn Lương Tuyên. Trà xanh ạ. Không phải. Mời bạn Nội. Trà nóng ạ. Đáp án của chúng tôi là chè tươi. Chè tươi. 300.000 đồng không có ai có được. Chúng ta đến với miếng ghép thứ hai. Xin mời. Mời bạn Dũng. Đá hoa. Hoàn toàn đúng, đó là đá hoa. Mời bạn. Bạn không còn nhấn, chúng tôi cho điểm ở dưới. Miếng ghép thứ ba, hai từ. Mời bạn Lương Tuyên. Cắt thuốc ạ. Hoàn toàn đúng, đó là cắt thuốc. Có vẻ những câu này dễ đúng không? Mời bạn nhận tiền thưởng. Em xin cảm ơn ạ. Miếng ghép tiếp theo, miếng ghép thứ tư cũng lại dễ. Mời bạn Văn Nội. Bảng tính ạ. Chưa chính xác. Mời bạn Lương Tuyên. Máy tính bảng ạ. Hoàn toàn đúng. Xin mời. Mở tiếp. Mời bạn Lương Tuyên. Cá hổ ạ. Chưa chính xác. Đây không phải con hổ.
Mời bạn Dũng. Báo biển ạ. Báo biển, đáp án chính xác đó là báo biển. Mời bạn. Bạn nội. Dạ. Chưa có gì trong tay. Mình vẫn đang nhường thôi anh ạ. Vẫn nhường hả? Vâng. Ừ, tốt, tính khí đấy được. Cố gắng, nhưng mà nhường có giới hạn đấy nhá. Vâng. Không để kết thúc phần 2 mà chưa có gì bảo à, hôm nay đến đây với chủ trương cọ sát là chính. Vâng. Miếng ghép thứ 6, 2 từ. Mời các bạn. Mời bạn Dũng. Rượu mơ. Cực kỳ chính xác, đó là rượu mơ. Miếng ghép thứ 7. Mời bạn Dũng. Chân gỗ. Đáp án chính xác, đó là chân gỗ. Mời bạn. Miếng ghép thứ 8. Mời bạn Lương Tuyên. Túi khí á. Đáng lý là chưa chính xác đâu, nhưng bạn Dũng với bạn nội gật đầu thì công nhận nó là túi khí. Túi khí là đáp án chính xác thưa quý vị. Là một thiết bị trong các phương tiện giao thông, đặc biệt là ô tô. Nó sẽ tự bung ra khi có va đập mạnh để bảo vệ người ngồi trong xe. Xin mời. Nhường thế đủ rồi bạn nội. Còn 2 miếng ghép nữa để kết thúc phần thi này. Miếng ghép thứ 9. Xin mời. Mời bạn Văn Nội. Theo em đó là đêm trường. Đêm trường, hoàn toàn đúng, đêm trường. Mời bạn. Vỗ tay cho bạn nội thưa quý vị. Miếng ghép thứ 10. Miếng ghép cuối cùng trong phần thi này. Mời bạn Tuyên. Chữ viết hoa. Không đúng. Cách nói không thẳng vào vấn đề mà mượn điều này điều khác. Nói chữ. Thật tiếc ở phần này không bạn nào giành được tiền thưởng. Thưa quý vị, kết thúc phần thi thứ nhất, bạn Văn Nội đang có 300.000 đồng. Bạn Lương Tuyên đang có 900.000 đồng. Bạn Anh Dũng đang có 1.200.000 đồng. Bạn Tuyên còn 2 câu nữa thì đạt được cái điều mình mong muốn, đúng không? Vâng. Mình đề ra cũng tốt. Tôi hỏi bạn nội một chút. Ở vòng 1 ấy, bạn có thấy khó không? Em nghĩ là không có câu hỏi khó mà cũng chẳng có câu hỏi dễ. Ừ. Mà quan trọng là câu hỏi đó nó có rơi vào cái vùng mà não mình đang suy nghĩ hay không. Thế thôi. Tức là não mình đã nhảy số đến cái câu hỏi đấy hay chưa thôi. Thì chắc là phần đầu thì em não nó nhảy nó hơi chậm so với 2 anh chị còn lại. Không phải nó nhảy chậm mà nó nhảy trượt. Nó cũng nhảy đấy nhưng mà nó nhảy trượt chỗ thôi. Trượt chỗ, đúng rồi. Đúng rồi. Đuổi theo hình thì vẫn hình đấy nhưng mà không bắt được chữ thôi. Vâng. Vâng. À, bạn là giảng viên trường cao đẳng điện lực miền Bắc. Thích làm thiện nguyện và hiến máu nhân đạo. Đúng ạ. Bạn tham gia nhiều chương trình không ạ? Thực ra thì em chủ yếu tham gia theo cái tư cách cũng có tập thể đi cùng với hội chữ thập đỏ. Ừ. Và cũng có với tư cách cá nhân thì cũng có nhiều lần đi hiến máu và cũng rất may là cũng có gặp anh Xuân Bắc ở chương trình Giọt Máu Hồng. Vâng. Tôi là một nghệ sĩ. Hiện nay tôi đang tham gia Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Là một nghệ sĩ và tôi cũng rất là bận bịu, nhưng mà tôi nghĩ rằng là còn thanh niên, còn tuổi trẻ thì còn phải cống hiến. Hiến máu và tham gia các phong trào thanh niên là rất cần thiết. Bạn nội có đồng ý với ý kiến không? Vâng, đúng rồi. Vâng. Và hôm đấy thì em cũng rất ấn tượng với anh Xuân Bắc, tại vì hôm đấy trời thì thời tiết là cũng rất là mưa. Ừ. Và anh Xuân Bắc cũng có một cái câu thơ là trời mưa ướt áo ướt quần. Ừ. Nhưng mà không ướt được tinh thần chúng ta và cổ vũ rất là lớn cho tất cả mọi người đi hiến máu hôm đấy. Đúng rồi. Vâng. Vâng. Cảm ơn bạn và hy vọng rằng cái tinh thần của bạn sẽ nhân rộng ra cho rất nhiều các bạn khác. Vâng. Dạ. Lý do tham gia chương trình của bạn là? Thực ra em tham gia chương trình thì cũng thứ nhất là để giao lưu, thứ hai là cũng để gặp anh Xuân Bắc cũng giống như tất cả mọi người, và thứ ba là cũng mong mà kiếm được một chút tiền nho nhỏ. Ừ. Để có thể phục vụ cho công tác thiện nguyện của mình. Ừ. Bởi vì xung quanh chúng ta thì
cũng có rất nhiều những cái hoàn cảnh rất là khó khăn và cần được giúp đỡ. Sức mình thì cũng có hạn thôi, nhưng mà mỗi người sẽ chung tay một chút thì chắc chắn là cũng sẽ giúp được rất là nhiều người. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Tinh thần rất tuyệt vời đấy, thưa quý vị. Bên cạnh cái tinh thần đó thì bạn không quên cái trách nhiệm của người chồng, người cha đối với gia đình, cụ thể thể hiện qua cái ước mơ. Ước mơ nếu có 10 tỷ gửi ngân hàng em sẽ quên hết sự đời về trồng cây và chăn nuôi. Rất cụ thể. Vâng, 10 tỷ thì về chỉ trồng cây và chăn nuôi thôi. Cũng nói để vui thôi, còn thực ra đi làm thì không chỉ vì tiền mà còn vì rất nhiều mục đích khác. Đúng rồi. Nhưng mà bởi vì bây giờ thì em cũng có một cái sở thích, bởi vì nhà em ở Sóc Sơn nên đất cũng khá là rộng. Nên là sau những cái giờ làm việc thì mọi người có thể tìm đến rất là nhiều những cái hình thức thư giãn. Nhưng mà em thấy là việc trồng cây, một là vừa phục vụ cho chính bản thân mình, bởi vì cái nguồn thực phẩm rất là sạch. Và hai là mình cũng vừa là hoạt động và cũng rất là thoải mái. Em thấy là đấy là một cái việc làm rất là hay. Đó là bạn Văn Nội, thưa quý vị, một người rất có tâm hồn, sẵn sàng chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn và một người cũng có một cái tinh thần rất là yêu lao động. Một tràng vỗ tay cho bạn Văn Nội. Xin cảm ơn. Tôi phải nói thật với bạn Dũng là ngay từ đầu khi tôi nghe bạn giới thiệu về mình, tôi đã đoán bạn trong quân ngũ. Vâng. Thực sự là như vậy. Bây giờ tôi mới đọc bản đăng ký của bạn đây. Phạm Anh Dũng, nghề nghiệp bộ đội, nơi công tác ở Hà Nội. Câu nói yêu thích: tiền bạc không quan trọng, quan trọng là bao nhiêu tiền. Đúng không? Đúng. Quan trọng là bao nhiêu tiền. Vâng. Tiền chẵn thì ít, tiền lẻ thì nhiều. Đúng. Sở thích: đọc sách, đánh cờ, nuôi thú cưng. Vâng. Bạn đang nuôi con gì? Em đang nuôi 2 con sóc Bắc Mỹ và 1 con rồng Úc ạ. Nó dài chưa? Con của em thì size nó còn mới khoảng 10cm ạ. Nuôi cái con đấy cũng hay phết đấy. Vâng. Và tôi còn thấy nó cũng bảo thịt nó cũng thơm. À, cái thịt thì em chưa thử. Vâng, tôi thấy bảo thế nhưng tôi cũng chưa thử. Bạn Duyên bạn cười cái gì, tôi chia sẻ thật mà. Tôi chia sẻ rất thật. Sở ghét: ghét những người chỉ có tiền trong mắt. Vâng, ngoài tiền ra thì còn có vàng và kim cương nữa. Chứ đúng tại rồi. Sao lại cứ để ý mỗi tiền không? Đúng không? Vâng, đúng không? Vâng. Ghét những gì mình không thích. Vâng. Cái này khó liệt kê đây. Lý do tham gia chương trình của bạn? Lý do tham gia thì thứ nhất là em làm trong quân ngũ cho nên là em cũng đứng trước khi tập hợp hàng quân và ấy thì em đứng rất là nhiều. Nhưng mà em cũng chưa bao giờ được lên truyền hình bao giờ. Cho nên là em cũng muốn lên làm nhân vật chính một lần cho biết xem nó như thế nào. Bạn thấy thế nào? Em thấy lúc đầu thì cũng hồi hộp nhưng mà chắc là do khi mà trước khi đi em uống một viên Fugaka rồi cho nên là nó hết run ạ. Đỡ run hả? Vâng. Cụ thể là bạn cứ nói thế thôi nhưng mà bạn Nội ạ, đừng đùa. 1,2 triệu rồi đấy. Bên cạnh bạn Dũng là bạn Lương Tuyên, từ nãy cứ cười mỉm. Thích xem phim hài, thích xem đuổi hình bắt chữ, thích đi du lịch. Trước khi đến với chương trình bạn có xem lại các chương trình không? Dạ có. Nghiên cứu đấy. Dạ vâng ạ. Bạn thấy khó hay dễ? Em thấy một số câu thì cũng rất là dễ nhưng một số câu thì cũng mình không đoán được ra. Đó cũng là cảm giác thật. Có dạ. Cái câu mình không nghĩ ra thì nó vâng là không nghĩ ra. Còn câu mình tìm ra được ngay thì nó sẽ xuất hiện ngay lập tức vâng đáp án. Nhưng cụ thể, vào giờ phút này các bạn đã có số tiền thưởng riêng cho mình qua phần 1. Dạ. Bây giờ là lúc. Các bạn sẵn sàng chưa? Dạ. Chúng ta sẽ đến với phần 2 của đuổi hình bắt chữ. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của đuổi hình bắt chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của đuổi hình bắt chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage đuổi hình bắt chữ Hà Nội TV, game show đuổi hình bắt chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu. Cùng kỷ niệm chương trình đuổi hình bắt chữ, giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình đuổi hình bắt chữ. Đợt trao thưởng cho 3 người chơi vào vòng siêu tốc của chương trình đuổi hình bắt chữ đã được bình chọn thông qua like và chia sẻ trên fanpage của chương trình đã có kết quả. Giải thưởng nhất, nhì, ba lần lượt là 7 triệu, 5 triệu và 3 triệu đã được trao. Quý vị và các bạn quan tâm và yêu thích chương trình hãy truy cập fanpage đuổi hình bắt chữ THHN để cùng like và chia sẻ những clip mà mình yêu thích.
500.000 đồng là số tiền thưởng cho một câu trả lời đúng. Các bạn được quyền trả lời liên tục. Ai trả lời đúng sẽ được mở một chi tiết miếng ghép thứ 10. Trả lời miếng ghép thứ 10 trong vòng 5 giây, nếu đúng sẽ được 3 triệu đồng tiền thưởng. Đây là gì? Mời các bạn. Mời bạn Anh Dũng. Hố đen ạ. Hố đen. Theo bạn hố đen nghĩa là gì? Hố đen là có phạm trù đấy là thuộc về vũ trụ. Và là một cái hố nó có thể hút tất cả mọi vật chất vào trong đấy, bao gồm cả ánh sáng. Và đây thì tôi cho rằng đây mới chỉ là giả thuyết thôi. Cũng chưa ai vào hố đen xong ra vào trong đấy nó đen lắm. Đúng không? Nó gọi là có rất nhiều những cái sự vật hiện tượng nó xảy ra chúng ta không giải thích được trong vũ trụ bằng những cái khái niệm hóa học và vật lý. Chúng ta quy định là có một cái giả thuyết là có một cái hố đen. Đáp án đúng, mời bạn. Mời chi tiết. Không có câu trả lời. Không có câu trả lời. Miếng ghép thứ hai, nhanh các bạn, tập trung, bạn nội. Tập trung hơn. Đây là gì? Nhanh nào. Mời bạn nội. Áo bò. Chính xác, đó là áo bò. Chiếc áo được may bằng vải bò, gọi là áo bò. Mời bạn nhận thêm 500.000 đồng. Mở chi tiết. Tôi sẽ đẩy cường độ chương trình lên rất nhanh. Em chưa có câu trả lời. Chưa có câu trả lời. Miếng ghép thứ 3. Mời bạn Dũng. Vàng chanh ạ. Vàng chanh hoàn toàn đúng. Màu vàng. Theo kiểu quả chanh, vỏ quả chanh. Bạn Dũng cộng thêm cho mình 500.000 đồng. Mở. Ba. Chưa có câu trả lời. Chưa có câu trả lời. Miếng ghép thứ tư. Xin mời. Mời bạn Tuyên. Giờ tí ạ. Giờ tí đã bắn chính xác. Mời bạn. Vâng, xin mời bạn Tuyên. Chúng ta cùng mở. Xin mời. Em chưa có câu trả lời ạ. Chưa có câu trả lời. Miếng ghép thứ 5. Mời các bạn. Rất dễ nhá, đơn giản cực kỳ nhá. Hai từ nhá. Kia kia kia. Mời bạn Dũng. Chữ nho ạ. Hoàn toàn đúng, đó là chữ nho. Cực kỳ đơn giản dễ. Xin mời bạn. Mở. Chưa có câu trả lời. Chưa có câu trả lời. Ồ, giữa kia mới quan trọng kìa. Bạn Tuyên đừng có cố gắng làm gì, bởi vì nó che hết rồi còn đâu. Miếng ghép thứ 6. Đây là gì? Tôi gợi ý nhá. Các bạn nhìn thấy cái bảng xanh đằng sau không? Có thấy cái bảng không? Cái bảng chia thành 3 phần các bạn thấy không? Quên nó đi. Vẽ vào đấy cho đẹp thôi. Các bạn thấy gì? Các bạn nhìn thấy cái con gấu ở đằng sau kia không? Ở bên hình bên phải này thấy không? Quên nó đi. Nó rất đẹp. Bây giờ thế này. Quên hình đi, nhìn tôi để tôi gợi ý. Bạn Tuyên rất thích kính. Bạn đi sưu tầm kính. Bạn Dũng thích bật lửa, đi sưu tầm bật lửa. Gọi chung là đấy là cái gì? Nào xin mời bạn Tuyên. Thú vui ạ. Chưa chính xác. Nhưng ở đây lại lắp với cái hình này. Với cái hình bên phải này. Mời bạn nội. Sở thú ạ. Không phải. Sở thú nó khác hẳn đấy nhá. Gần đúng rồi bạn Tuyên. Mời bạn Tuyên. Thích thú ạ. Gần đúng. Sát nghĩa với cái kia hơn. Thú mà chơi ạ. Chính xác, đó là thú chơi. Mời bạn. Mở chi tiết. Cố gắng vào ô ở giữa. Chuẩn luôn. Đây là gì? 4, đọc 3. Việc đọc. Chưa chính xác. Bạn Dũng có vẻ đã tìm ra rồi đúng không? Ăn nhau là ở miếng ghép nhỏ có trả lời được không đây này? Bạn Lương Tuyên thì vẫn đang ngơ ngác lắm. Miếng ghép thứ 7. Đây là gì?
Mời bạn nội. Kem chuối. Kem chuối đáp án chính xác, đó là kem chuối. Căng thẳng rồi đây, mời bạn. Mở. Bạn Dũng đang rất lo. Dũng tìm ra đáp án. Bạn nội nhấn chuông. Mở chi tiết. Đây là gì? Độc thân. Chưa chính xác. Bạn nội trả lời sai bạn Dũng. Yeah. Tiếp tục. Miếng ghép thứ 8. Mời bạn nội. Học thức ạ. Hoàn toàn đúng, đó là học thức. Rất giỏi, cố gắng lên nào. Cướp cờ trên tay tất cả mọi người. Tiếp tục đi nào, bạn nội. Đầu tiên là cộng tiền thưởng cho bạn. Mở. Đây là gì? 4 3 Thuốc thử. Không đúng. Chỉ còn một miếng ghép nữa thôi. Và đây là cơ hội dành cho các bạn. Tôi sẽ gợi ý miếng ghép thứ 10 trước. Bạn Dũng có cần gợi ý không? Em chắc là không. Có. Bạn Tuyên không? Dạ có. Có. Bạn nói. Chắc chắn rồi. Vâng. Tưởng tượng lại nhá. Giờ lại hình chụp trong mắt. Các bạn thấy cái gì? Cái can. Can thuốc độc. Cái can. Can. Nó biểu hiện cái đấy là gì? Thuốc độc. Là... Cầm. Tay nó cầm cái gì? Cái bảng. Chỉ nghĩ tay nó cầm cái gì? Có mấy từ hả anh? Hai từ. Rồi ạ. Rồi chưa? Rồi bạn nội cũng lại ngơ ngác thay vào chỗ bạn Tuyên. Bạn Dũng bị gãi rồi. Ôi, tôi nghĩ ra mất rồi. Xong rồi. Xong rồi nhá. Xong rồi. Tôi tạm tin rằng ba người cùng tìm ra đáp án. Cuối cùng, phép thử của chúng ta lại ở miếng ghép thứ 9. Thưa quý vị, rất căng thẳng. Một tràng vỗ tay để tôi mở miếng ghép thứ 9. Xin mời. Mời bạn nội. Đèn chiếu. Chưa chính xác. Xin mời bạn Tuyên. Chiếu đèn ạ. Không phải. Mời bạn nội. Đèn chiếu sáng. Không đúng. Hai từ. Mời bạn Dũng. Chiếu sáng ạ. Không đúng. Không phải. Nữa nào. Bạn Tuyên. Đèn ngủ ạ. Chưa chính xác. Mời bạn Tuyên. Chiếu sáng ạ. Không phải. Căng thẳng quá. Chiếu điện ạ. Đáp án chính xác, đó là chiếu điện. Thoải mái chưa? Chắc là thoải mái rồi. Bạn nội có câu trả lời rồi đúng không? Đúng. Chắc chắn rồi đúng chắc không? Rồi, nào bây giờ trước mắt là cộng cho bạn Dũng 500.000 đồng. Tiếp theo, mời bạn. Đừng có căng thẳng quá nhá. Câu thứ 10 là đơn độc ạ. Đơn độc ạ. Thưa quý vị khán giả, những quý vị đang theo dõi truyền hình, bạn Tuyên, bạn nội và quý vị khán giả tại trường quay vỗ tay. Và mọi người có vẻ như là chính xác, còn tôi lắc đầu thì ở dưới quý vị khán giả ở dưới sao lại thế? Tôi lắc đầu đơn giản lắm, bởi vì đáp án bạn đưa ra trùng với đáp án chúng tôi có. Một tràng vỗ tay để cộng thêm bạn Dũng 3 triệu đồng. Thưa quý vị, kết thúc phần thi thứ hai. Phải nói là bạn Văn Nội ở phần cuối là bạn đã vượt lên và rất là oách đấy. Vâng. Chơi phải như thế. Bây giờ mới vào guồng. Bây giờ mới vào guồng thì lại hết phần thi. Bạn Nội đang có 2.300.000 đồng. Bạn Tuyên đang có 1.400.000 đồng. Bạn Anh Dũng 6.200.000 đồng. Xin chúc mừng. Chúng ta phải chia tay bạn Văn Nội và bạn Lương Tuyên. Các bạn ra về với số tiền thưởng các bạn có được cộng với quà của chương trình. Xin mời. Đây là quà của chương trình. Xin dạ, gửi vâng. bạn. Em cảm ơn anh ạ. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và dạ, xinh vâng. đẹp. Em cảm ơn anh, cảm ơn chương trình ạ. Xin mời dạ, bạn vâng. nội. Đây là quà của chương trình. Vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Dạ, chúc vâng. bạn mạnh khỏe. Vâng. Thưa quý vị và tất cả các bạn, bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với phần 3 của chương trình. Phần này rất căng thẳng, chỉ có 60 giây thôi, tức là khoảng 1 phút. Và người chơi muốn chiến thắng một cách tuyệt đối phải trả lời được 5 câu của chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đuổi hình bắt chữ siêu tốc.
tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của Đuổi Hình Bắt Chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của Đuổi Hình Bắt Chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage Đuổi Hình Bắt Chữ Hà Nội TV, game show Đuổi Hình Bắt Chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu, cùng kỷ niệm chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Được trao thưởng cho 3 người chơi vào vòng siêu tốc của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ đã được bình chọn thông qua like và chia sẻ trên fanpage của chương trình đã có kết quả. Giải thưởng nhất, nhì, ba lần lượt là 7 triệu, 5 triệu và 3 triệu đã được trao. Quý vị và các bạn quan tâm và yêu thích chương trình hãy truy cập fanpage Đuổi Hình Bắt Chữ THHN để cùng like và chia sẻ những clip mà mình yêu thích. Chào mừng quý vị bước vào vòng thi thứ 3 cùng với chúng tôi. Chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ vòng siêu tốc. Chào bạn. Chúng ta gặp nhau ở vòng thi thứ 3. Khi mà đến chương trình thì bạn có nghĩ rằng bạn sẽ đứng ở vị trí này không? Thực ra khi đến chương trình thì em nghĩ với tinh thần là chơi vui là chính. Còn có một chút quà mang về để khao anh em, bạn bè, đồng nghiệp. Thế là vui lắm rồi. Oạch lắm rồi. Vui còn rồi. Vào đến chương trình này thì cũng là có sự nhường nhịn của hai bạn chơi một chút. Cho nên là em thấy rất thoải mái. Cái lúc này bạn nói ở nhà hai cái bạn người chơi kia đang xem chương trình sẽ rót một cốc nước lạnh và uống. Nhường đâu mà nhường, vớ vẩn. Các bạn ấy sẽ nói thế. Nào, đùa vậy thôi. Bạn sẵn sàng rồi chứ? Sẵn sàng ạ. Tôi sẽ nói kỹ hơn về luật. 15 hình vẽ được bố trí theo dạng hình tháp 5 tầng. Tầng 5 có 1 câu, tầng 1 có 5 câu. Muốn lên tầng 2 thì bạn trả lời được 1 câu ở tầng 1. Muốn lên tầng 3 trả lời 1 câu ở tầng 2. Mục tiêu của chúng ta sẽ là ô số 15. Giá trị giải thưởng tương ứng từ tầng 1 lên tới tầng 5 là từ 1 đến 30 triệu đồng. Ô số 11 rất quan trọng, đây là phần quà đặc biệt. Mời bạn. Giải thưởng bạn sẽ nhận được là siêu phẩm Smart TV 49 inch TCL với mã sản phẩm 49C6UF đến từ hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Màn hình mỏng, đường nét thiết kế thanh mảnh, tối giản, cho bạn trải nghiệm từng khung hình thu hút và tuyệt vời hơn. Khách hàng có cơ hội tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng của TCL. Giá trị giải thưởng là 14 triệu đồng. Chúc bạn may mắn giành được giải thưởng này. Đuổi Hình Bắt Chữ tiếp tục gửi đến bạn một voucher trị giá 2 triệu đồng khi mua sắm các sản phẩm kính mắt tại các hệ thống thuộc kính mắt Việt Tín. Phòng khám theo tiêu chuẩn châu Âu, kính mắt Việt Tín có mặt trên thị trường hơn 13 năm qua và là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ kính mắt. Với đội ngũ bác sĩ nhiều kinh nghiệm cùng các thiết bị hàng đầu trên thế giới trong khám và xác định các loại bệnh khúc xạ về mắt, một cái nhìn rõ nét, hoàn hảo sẽ mang đến cho bạn cuộc sống đầy màu sắc, tươi đẹp và hạnh phúc. Kính mắt Việt Tín hân hạnh mang đến bạn phần quà này. Chúc các bạn may mắn. Chúng tôi luôn sẵn sàng và chúc mừng bạn khi bạn đạt được giải thưởng của chương trình. Hãy cố gắng lên. Thưa quý vị, chỉ còn thiếu một tràng vỗ tay nữa từ phía quý vị và tất cả các bạn. 60 giây bắt đầu. Mời câu bạn chọn một. Câu số 1. Đây là gì? Liên quan đến đất đai. Khó quá có thể bỏ qua. Bỏ qua, câu 2. Câu số 2. Dây bột. Chưa chính xác. Câu 3. Câu 3. Đây là tên một loại cây. Chuyệt kim. Chưa chính xác. Thường trồng với hoa quỳnh. Kim dao. Kim dao đã bán chính xác. Câu 6. Mời bạn câu số 6. Đây là gì? Hỏa tốc. Chưa chính xác.
có cái câu là chu du gì nào, ra cát cầu phong. Câu 7. Hết giờ, thật tiếc. Tôi cũng bí quá, tôi không tìm được. Tôi mới dẫn trong một cái tích của một cái trận rất nổi tiếng ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chu du gì? Chu du đấy là hỏa công. À, đúng rồi, hỏa công. Nhưng mà đây là... hỏa tốc. Không. Đây là phóng hỏa. À, phóng hỏa. Phóng hỏa. Vâng, thưa quý vị, kết thúc phần thi thứ 3, chúng ta cùng xem người chơi giành được tổng số tiền thưởng là 7.200.000 đồng. Xin chúc mừng. Mời bạn nhận tiền thưởng và quà của chương trình. Xin gửi tặng bạn, đây là quà của chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và thành công. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. 7.200.000 đồng đủ để khảo bạn bè rồi chứ? Chắc là đủ rồi ạ. Chắc là đủ rồi, thôi có sao mình dùng quay. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Đặc biệt, chúng tôi xin cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGA đã tài trợ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Kiên Hoàng, Mỹ Lan, Nhật Trường. Đó chính là ba khách mời đặc biệt của Đuổi Hình Bắt Chữ nhân dịp Noel. Anh là một trong những lý do em theo dõi chương trình này. Vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Khi nhận được những lời như thế thì có phải là sung sướng vô cùng không? Khoái lắc phô mai ạ. Phố đi bộ. Cái này sát xuất hiện trước, son xuất hiện sau. À. Sát son. Son sát ạ? À? Đổi lại nhé. Em nói luôn, gạch xóa. Phải nói là sự quyết đoán rất tuyệt vời. Một tràng vỗ tay cho Nhật Trường. Đáp án chưa chính xác. Ôi. Tục. Số phát ban ạ. Quỷ kế á. Em không lưu ý ra. Công nhận khó thật. Miếng ghép thứ 10 có thực sự khó như MC Xuân Bắc nói hay không? Ai sẽ là người trả lời đúng? Đón xem Đuổi Hình Bắt Chữ phát sóng vào 19h50 thứ 7 ngày 22 tháng 12 năm 2018 trên kênh 1 Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.